Bây giờ mới thực sự là hội bắt đầu các bạn ạ. Vừa nãy vẫn là những cái quả còn gọi là người dân mang đến rồi. Các bạn thấy không khí lễ hội nó tuyệt vời chưa? Một bạn có chiều cao khiêm tốn thôi nhưng mà lại làm được cái việc gọi là phi thường. Bên này thì vẫn căng thẳng lắm. Gọi là cuộc chiến đấu của các trai làng là vẫn chưa có hồi kết. Anh em kéo lại nhanh lên. Rất nhịp nhàng, rất tốt. Xin chào mừng. Chúng tôi ưu tiên những chàng trai đã có vợ nhá. Như vậy là tổ 3 giành chức vô địch. Xin chào quý vị khán giả của Robathan nhá. Tiếp tục cái hành trình gọi là đi du xuân, tham dự các cái lễ hội mùa xuân ở trên Tây Bắc. Thì hôm nay mình sẽ ghi hình một cái lễ hội rất là đặc biệt ở cánh đồng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Lễ hội Sên Đông các bạn ạ. Hay dịch ra là cúng rừng các bạn. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình được khám phá một cái lễ hội cúng rừng ở tại địa bàn Mường Lò. Sau lưng mình là cái khu vực cây gọi là cây thiêng các bạn ạ. Đó, một cái cây rất là cổ thụ để dân bản sẽ tổ chức cái lễ cúng ở đây trước khi là sẽ diễn ra cái phần hội cho bà con nhân dân chơi hội vui chơi. Đó, thì bây giờ thì chúng ta sẽ lên để xem một chút cái không khí trong cái phần lễ đấy nhá. Không? Cho cháu ghi một tí nào. Mình đang đứng cạnh cụ Biến, gọi là người giữ rất là nhiều giá trị văn hóa của người Thái ở đây đúng không? Giữ lửa hay giữ hồn? Giữ lửa, giữ hồn. Và rất mừng là sức khỏe của cụ vẫn đang rất là tốt. 91 năm xuân. 91 tuổi. Dạ vâng. Cụ tiếp tục sẽ tham gia gọi là mình sẽ là tư vấn cho các cái hoạt động lễ hội đúng không ạ? Rất là vâng. Gọi là bên cố vấn. Vâng. Chuyện gì xảy ra cái đất này là phải tư vấn. Dạ vâng, tư vấn vì cụ là giữ nhiều cái kiến thức từ xưa để lại nhất. Vâng, chúc cụ năm mới mạnh khỏe nhé. Là kho tàng đấy. Dạ vâng, tiếp tục. Đã cúng chưa cô? Đang chuẩn bị cúng. Đang chuẩn bị thế ạ? Dạ vâng. Vâng. Dân bản sẽ chọn một cái vị trí, một cái cây thiêng ở trong làng bản các bạn ạ, để tổ chức cái lễ cúng rừng. Cái cây gần như là lớn nhất ở trong bản các bạn. Dân làng sẽ mổ một con trâu các bạn để làm lễ cúng, lễ chính. Còn trên kia thì mình thấy có nhiều các loại đồ lễ khác nữa các bạn. Chẳng mi điều khoản công tác sụt to bờ mày tóm sạch sụt to bờ soi sụt má kim tinh tập chấm nà nữa.
Hạ số chăng mà kính trên gần tiếp phòng 6 mang lại báo cánh trên gần 2 không. Mà số chăng này hạ số càng tông khổ ra bên mà hạ càng ra khổ mến. Hạ số tông tăng khả số tư nả tam danh số quá. Hạ số tông mày lắm trao tông cao lắm cả. Hạ số như hạ số luận. Hạ cho sờ chơi đi lại kính nhau 6 nước chết thú số quá để giúp thêm một con bé ngân. Quay đi quay đi quay đi quay mà nữ. Tiếp con cũng càng ra chúng ta thảo khổ con đi năng cảnh. Kính trên gần ta ngược ra ta tạo chuẩn. Nhưng ta mang tâm bỏ tác kính trên khu trầm trang em xe đây em kéo. Như vậy là cái lễ cúng xong rồi các bạn ạ. Giờ sẽ hóa vàng và gọi là chuyển các cái đồ cúng cho thần linh các bạn. Cơ bản các lễ cúng đầu năm thì đều cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Mọi cái công việc của bà con nhân dân thì đều thắng lợi các bạn ạ. Phần hội thì bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều nay các bạn ạ. Ồ, em Phương Kim à? Anh không nhận ra luôn đấy. Em Phương Kim đã xuất hiện trên video của mình một số video rồi, nhưng mà năm nay thì em đi lấy chồng rồi nên là chồng chắc là không cho đi chơi cùng Ru Ba Than đấy các bạn ạ. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chắc là độ tầm khoảng 34-35 độ đấy, như mùa hè các bạn ạ. Bà con nhân dân đã đến khá là đông rồi. Trung tâm của lễ hội là cái cây lêu để lém còn các bạn. Sau khi mà còn được lém thủng ấy thì các trò chơi dân gian khác sẽ được diễn ra, như là đi cầu khỉ này, leo cột mỡ này và rất nhiều các trò chơi khác nữa. Đây là cái lễ hội có thể nói là lớn nhất trên cái cánh đồng Mường Lò vào dịp năm mới các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi ra chỗ trung tâm xem các cô chú đang khởi động nhé các bạn nhé. Đây chỉ là khởi động cho lễ hội thôi. Thầy cúng chưa ra nên là chưa thể bắt đầu được. Đấy, các cô đang khởi động thôi. Vâng, Ru Ba Than có mặt rồi ạ. Đang khởi động để lấy đà. Cái cột này nó phải cao độ tầm khoảng 40 mét các bạn ạ. Rất là khó để lém được quả còn chui qua cái vòng này. Đấy, chúng ta đợi một chút nữa sẽ diễn ra các hoạt động mở màn bằng ném còn thì mình sẽ hình tiếp cho các bạn xem nhé. Bây giờ đang rất là lắng. Các mầm non của Hạnh Sơn đây các bạn ạ. Tí các cháu có chơi trò chơi không? Chơi trò gì? Ném còn được luôn. Ai lém được tí chú mừng tuổi nhá. Nếu mà lém thủng được chú mừng tuổi. Bây giờ thầy cúng sẽ làm lễ cúng các bạn ạ. Cúng ở vị trí cây lêu này. Sau đó thì thầy sẽ mở màn bằng cái con gọi là quả còn đầu tiên để mở màn cho mọi người vào cùng chơi hội. Bây giờ mọi người có lém thì cũng không tính đâu. Đây cái bao còn này này. Còn đấy. Vâng, rất là nhiều. Phải lém những quả này thì mới được tính nha các bạn này. Bên này thì chỉ là khởi động thôi. Đây lém khởi động, lém chơi thôi. Còn giờ lém là chưa có giá trị về giải thưởng. Nhắn lên chứ. Lém vào máy quay thì chết à? Các em sẽ tham gia lém còn chứ? Em lém mà em không.
là nhảy xuyên trưa luôn, nhảy suốt từ sáng giờ các bạn ạ. Cứ mệt mệt lại làm một chén rượu vào là lại nhảy được tiếp. Ngoài mặc dù là ngoài trời độ khoảng tầm 31-32 độ C nhưng mà các bà gọi là tinh thần của lễ hội nó rất là mạnh mẽ. Phần cúng xong rồi các bạn ạ. Bây giờ thì nghệ nhân Lò Văn Biến sẽ là người lém đầu tiên các bạn ạ. Năm nào cũng vậy. Sau quả này thì mọi người sẽ ào vào chơi hội các bạn ạ. Tất cả du khách và bà con nhân dân sẽ được tham gia lém còn. Ai mà lém thủng được cái lỗ kia là may mắn nhất năm đấy các bạn ạ. Bây giờ mới thực sự là hội bắt đầu các bạn ạ. Vừa nãy vẫn là những cái quả còn gọi là người dân mang đến rồi. Bây giờ các bạn mới thấy cái không khí này. Đây phải nói là cái lễ hội lém còn lớn nhất cái đầu Mường Lò các bạn ạ. Ui dồi ôi. Cát bay vào mặt. Xác suất kiểu gì có quả vào được vào. Cái thằng nó phi vào đầu luôn đấy. Tha hồ mà lém, tình vào lém đi. Anh đi vào cái hàng kia anh chụp ảnh cái nào. Mình ra đây mình lựa góc mình chụp một cái ảnh nhá mà. Mọi người lém chắc phải mất 10-15 phút thì mới trúng được. Không thể vào ngay được đâu. Chào cô. Cô theo dõi cô hết cỡ luôn thôi. Vâng, cảm ơn các cô. Lúc nào cô cũng theo dõi cháu. Vâng, cô cũng ra lém còn à? Có chứ. Ra lém đi chứ. Chứ được bắt đầu. Vâng. Lúc nào cô cũng theo dõi kênh cô Văn Thanh đấy. Vâng, cảm ơn các cô. Giải nhì là 300.000 đồng. Giải nhất là 300.000 đồng các bạn ạ. Và đấy không khí lễ hội nó tuyệt vời chưa? Vẫn chưa có dấu hiệu gì là mọi người có thể lém được lên cái vòng còn đấy các bạn ạ. Phải nói là không khí cực kỳ là tuyệt vời. Qua cái vòng còn rồi, thanh niên đầu tiên sẽ nhận giải thưởng là 300.000 đồng. Người may mắn nhất trong năm nay đây. Một bạn có chiều cao khiêm tốn thôi nhưng mà lại làm được cái việc gọi là phi thường. Các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em ơi, em ở bản nào đây? Em ở bản nào đây? Bản Phiêng à? Bản Phiêng. Đây là được quay về đây chợ. Treo giải nhá. Một chàng trai đến từ bản Phiêng. Một tràng vỗ tay nữa. Bây giờ các trò chơi khác sẽ được mở ra các bạn ạ, như là leo cột mỡ này, đi cầu khỉ này, kéo co. Đây là một trò chơi cũng rất là hấp dẫn nữa các bạn ạ, đò trò leo cột mỡ các bạn ơi, trò chơi đặc sản của người Mường Lò. Phía sau em có cây gạo còn đang nở hoa rất đẹp các bạn. Bên trên cột mỡ là các cái món quà đã được ban tổ chức chuẩn bị từ trước rồi. Ai leo lên lấy được phần quà nào thì mỗi lần chỉ lấy một phần quà thôi. Cứ mỗi một gói ở trên là một gói 100 đấy. À thế ạ, 100 nghìn luôn ạ, vâng. Bắt đầu được anh ấy còn phải là làm cho cái cột mỡ nó hết mỡ đã. Hello nhá. Chào các anh. Đó. Lúc đầu thì chưa thể lên ngay được đâu vì là bôi mỡ trơn lắm. À, cũng không trơn lắm đâu. Hình như là mỡ khô hết rồi. Đó. Không phải bắt điệu bắt nhịp gì đâu. Các thanh niên thì sẽ lập thành các cái đội, thành các cái đội nhóm. Đây sẽ là nhóm đầu tiên. Cố lên anh em ơi. Cố lên nào. Bắt đầu là phải làm cho cột nó khô đã thì mới có thể lên được. Chúng ta sẽ chờ đón bắt đầu thì các bạn ấy còn hơi nhát một tí, lát nữa thì các bạn ấy sẽ sẵn sàng đó. Kỳ là hấp dẫn ở ghế lộ các bạn ạ. Lúc đầu rất khó. Người lên còn người kéo xuống cơ. Sau loạt đầu thì các chàng trai phải mất một chút để nghỉ. Mình sẽ sang bên này cho nó xuôi chiều nắng một tí nhá, để mọi người xem được rõ hơn nhá. Hết một loạt rồi đấy. Lượt đầu rồi. Đúng là với tinh thần hội chơi là chính các bạn ạ, không quan trọng giải thưởng. Chưa đâu, chưa ai có thể lấy được ở thời điểm này đâu. Mình sẽ dừng để mình chụp ảnh một chút nào. Ồ, cả đi cầu khỉ và chơi leo cột mỡ là diễn ra cùng lúc luôn các bạn ạ.
Ở vị trí này thì mọi người có thể quan sát được cả hai trò chơi luôn này. Leo cột mỡ là của con trai, còn đi cầu khỉ thì các cô gái đang có nhiều lợi thế này. Bên này thì vẫn căng thẳng lắm. Thật ra nếu mà để cho một anh mà leo lên là leo được ngay, nhưng mà do các đội bạn là sẽ kéo xuống. Gọi là cuộc chiến đấu của các trai làng là vẫn chưa có hồi kết. Nghiêng ở cột đi à? Sau một hồi thì đã có một thanh niên lên được đỉnh các bạn ạ. Đây không biết phải thanh niên thứ hai không, nhưng mà đang bị can thiệp rất là dữ dội. Còn nhiều phần thưởng lắm. Anh em kéo lại nhanh lên. Chưa kịp kéo này. Cho anh lùi ra phát nào. Rồi để cho quay anh em tiến vào từ ngoài này cho nó. Lực lượng ở bên ngoài vẫn còn rất là mạnh các bạn ạ. Vừa lấy được chỉ vòng trong thôi. Đây là thanh niên thứ hai rồi. Lấy đi thôi, bắt chơi. Xuống đi mà thôi. Thôi lấy đi thôi. Xuống đây. Xuống đây để con gái bắt chơi. Xuống đây để con gái bắt chơi. Cô gái này mình vừa lấy hô là em yêu anh đúng không? Vừa anh hình như anh dịch được như thế đúng không? Đây là những cái trò chơi mà thể hiện cái sức mạnh của các chàng trai với các cô gái ở trên bản các bạn ạ. anh sẽ chuyển lời cho cái bạn đấy nhá, bạn ấy sẽ biết là em nói là em yêu anh rồi. Cái anh đến có vợ rồi à? À đây vẫn còn rất nhiều anh đang leo lên kia nên các em vẫn còn nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm với các anh ấy. Vẫn còn độ tầm khoảng 10 phần quà nữa các bạn ạ. Nên là các chàng trai vẫn còn cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Nhưng mà nghe chừng là mọi người là cũng khá là mệt vì hôm nay trời nó nắng quá. Các thanh niên là vẫn còn đầy sức mạnh nhỉ.
Như vậy là tất cả các phần thưởng đã được các chàng trai lấy hết rồi. Bây giờ thì còn một số trò chơi ở phía bên cánh phải này nữa thì mọi người đã sang chơi tiếp. Làm tân binh rồi. Bên đi cầu khỉ thì cũng hết quà rồi, bây giờ mọi người vào chơi vui thôi các bạn ạ. Giờ chỉ chơi búng tai hoặc là búng chim thôi, chỉ hết quà rồi. Chơi búng chim nhá. Vì hai trò cùng lúc nên là cái phần chơi leo cột mỡ và đi cầu khỉ cùng nhau, đâm ra là nó hết cùng nhau rồi. Ở đây còn mấy trò chơi bịt mắt bắt vịt này cũng khá là vui các bạn ạ. Trò này thì chơi từ chiều rồi. Tuy nhiên là không ăn nữa, cứ không ăn nữa đi. Ui giời ơi, bẩn nhất này. Anh về chơi đi Tình. Anh không chơi được. Cố nói do chú đứng ké ké thêm một tí à chú. Quay gần gần một tí nào. Úi giời. Năm ngoái thì có một vòng chơi bịt mắt bắt vịt thôi. Năm nay thì do nhu cầu của người dân tăng cao nên là đã tăng lên 2 vòng rồi. Mọi người thoải mái chơi. Số lượng vịt thì không có giới hạn luôn. Có điều là vịt càng ngày càng bé đi. Bé quá. Nhưng mà nó mới là chạy đồng chứ chú nhỉ. Còi này mới là chạy đồng chứ. Vịt các bạn thấy để ý của nó còn sập sình theo nhạc nhá. Đấy. Anh ơi. À, lồ bên kia đang rất là vui nhộn với một vận động viên có sức khỏe và có độ liều nữa. Lao ở mầm luôn. Vâng, nguy hiểm, khá là nguy hiểm. Chúng ta sẽ xem cận cảnh ở cái vòng tròn bên này. Một chú trung tuổi. Năm nay có một người chơi đây, năm ngoái hình như là cho hai người chơi vào. Hai người chơi bán rồi nhá, nhìn này hơn. Vâng. Chắc là tốn vịt quá lên à. Con này là nó thương người chơi. Nó thương người chơi nên là nó muốn được hóa kiếp sớm các bạn ạ. Chương trình nào? Hoa này này. Trò chơi ở đây có vẻ là thú vị đấy. Thú vị hơn đấy. Thú vị hơn bịt mắt bắt vịt đấy. Hái hoa như thế nào đấy chị? Hái hoa 10.000 6 vé nào. Vé thì mình dùng vé để làm gì tiếp theo? Mời nhìn số vé nào mọi người ơi, quý vị dạ.
bốc cái phần quà, lấy phần quà đấy à? Cho em 20.000 năm vé nào. 20.000 10 vé đúng không? Cho bạn này 5 vé, em 5 vé để vào bốc thử nào. Chị đừng có chọn, chị phải cho em chọn chứ. Em đây ạ. Chị ra ngày hoa. Đôi 1, đôi 4, 6, 8, 10, bốc phát 10 vé luôn. Đúng rồi, bàn tay vàng tặng thêm à? Tặng thêm 2 vé nữa các bạn ạ. Đây của em 5 vé nhá, anh lấy 5 vé rồi. Đây của em. Đâu vào như nào, làm tiếp như nào ấy nhỉ? À, dở ra thôi. Ok ok. Để xem nào có trúng cái gì không nào. Trúng gì không nào? Bạn đã trúng 2 cái kẹo. Chúc mừng anh. 2 cái kẹo. Ôi trời ơi, iPhone 4 kẹo. iPhone 4 quá. Ôi lại 2 cái kẹo nữa là 4 cái kẹo. Đây là biến rồi đấy anh ạ. Vé nào cái hoa nào cũng có cái quà đúng không? Lại tiếp tục 2 cái kẹo. Ôi nhiều kẹo quá. Cái này sâu răng các bạn ơi. Sâu răng, sâu răng. Này phải đi tìm cô gái nào ăn cho bớt kẹo đi. Cái này có vẻ là hay hơn rồi này, không phải 2 cái kẹo nữa. Một cái kẹo cứ được một cái gì. Tức là tổng là được 7 cái kẹo rồi à? Được 7 cái kẹo. 3 cái kẹo. Vẫn 2 cái kẹo nữa, 9 cái kẹo rồi. Trên này hoa này toàn hoa kẹo thôi. Một cái kẹo đó thành 10 cái kẹo. Đâu anh nhận kẹo đó, nhận kẹo đó nào. Nhận kẹo nào. Kiểu gì cũng được khuyến mại thêm mấy cái nữa. Cái nào mà con gái nó thích ý chị ơi. Chị phải cho anh. Có kẹo đấy 8 gái rồi. Bây giờ lượt cameraman vào 5 vé của em tiếp theo xem nó có may mắn hơn anh không nào. Đâu 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 đâu. Đếm kẹo tiếp em ơi. Các cháu ơi, cho kẹo này. Cho kẹo thật đấy. Không có chỗ cầm, không chỗ cầm. Chú lấy này một cái là may thôi. Trái đi ơi. Lại đếm kiểu gì nha, mình sẽ có nhiều kẹo nữa các bạn ạ. Toàn một. Anh được 10 cái đấy, em đếm đi. mấy cái một, mấy cái hai cái. Thế là quà của mình là toàn kẹo không thôi à? Ok, cầm kẹo đi tán gái cái thằng này buồn cười nhỉ? Các em thích ăn kẹo lắm đấy, kẹo nó ngọt mà. Ôi cảm ơn mấy chị em nhá. Anh em đi tiếp xem là còn trò chơi gì hay nữa. Phía góc sân này thì có một trò chơi dân gian tóm mắc lẹ các bạn ạ. Trượt rồi. Các bạn sử dụng những cái hạt cây rừng để chơi. Bước 2 bước đúng không ạ? Bước 2 bước xong rồi đá cái hạt đấy ra. Vâng. 1 2. Chỉ được 2 bước thôi. Một, hai, út. Vịt chắc là cũng say lắng rồi nên là các chú ấy bắt được khá dễ. Hai ba bốn năm sáu. Rồi một chàng trai nhịp nhàng 4 năm rồi.
Nào chúng ta sẽ nhường cơ hội cho các chị em phụ nữ. Nào các chị em phụ nữ chúng ta lên nào. Rồi bạn này thực hiện rồi. Nào bạn này thực hiện rồi chúng ta nhường cho người khác đi. Nào các chị em lên đi. Rồi một chàng trai Tuấn An. Rất tốt. Rất nhịp nhàng. Rất tốt. Trời, xin chúc mừng. Chúng tôi ưu tiên những chàng trai đã có vợ nhá. Rồi xin mời một chàng trai. Em nhờ phát 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nào các cô gái, phụ nữ lên trên này. Cho chú đứng ở cái góc này đi. Các bạn trẻ từ từ. Ưu tiên những người đã có vợ. Rồi, cho một tràng vỗ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nào các bạn nhỏ chúng ta đi ra, các bạn nhỏ chúng tôi. Nào các bạn nhỏ đi ra để các chàng trai đã có vợ. Trò này thì các anh ấy đứng lên tổ chức. Nào các anh trai vui. Các chàng trai chúng ta có vợ nào, các chị em phụ nữ. Nào bạn này, chúng ta không tính nha, bạn này đi thử thôi. Các cô gái đâu rồi, đang ưu tiên các cô gái mà. Hai cô này, hai cháu này vào chơi đi. Nào bạn này chưa có vợ nhá. Được chơi miễn phí, nếu mà thắng thì có tiền. Một ông anh đến từ bản lớn. 2, 3, 4, 5, vâng được rồi. Vâng, chàng trai nào mà bước được bước thứ 7 là chắc chắn hôm nay sẽ không uống rượu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, không được rồi. Vâng. Tiếp theo, xin lỗi các bạn nhỏ chúng ta đi ra. Hai chị em vào chơi đi. Ban tổ chức mời từ nãy giờ đang cần những cô gái vào tham gia. Rất nguy hiểm, nếu mà chàng trai nào có vợ chúng ta. Anh thấy là hai em đang ngắm rất là kỹ, chứng tỏ là đã nghiên cứu chiến thuật rồi. Chắc là lát nữa mới vào chơi à? Chúng tôi ưu tiên không bạn nào. Các tí đỡ đông người mới chơi à? Ưu tiên các chàng trai đã có vợ. Hai cô gái chắc là đang sợ bị ngã sẽ đau các bạn ạ. Nên là cái trò này cũng hơi, nói chung là phải mạnh dạn một chút. Vâng, xin mời một chàng trai rất đẹp trai. Nào, 1, 2, 3, 4. Chưa được 4 bước. Rất căng thẳng. Rất căng thẳng. Tuyệt vời. Chúng tôi đã nói các chàng trai nào mà chưa vừa chúng tôi không treo giải thưởng. Vâng, rất đáng tiếc. Bạn thông cảm, chúng tôi chỉ dành các chị em phụ nữ và các ông anh trai đã có vợ. Vâng, xin mời một chàng trai đến từ Viễn Công. Nào, có vợ rồi. Thảo Yên. Ban tổ chức không được rồi, không được bước thứ 3. Vừa mới lách một pha trao giải thưởng. Nào, các bạn ạ. Chúng ta có 3 cơ hội. Trò chơi cuối cùng trong ngày hôm nay đó là trò chơi kéo co các bạn ạ. Các cô các chị sẽ diện luôn đồ Thái và tham gia thi đấu. Những cô gái trong đội Hái Hoa Dân Chủ ra đây chơi kéo co rồi. Bên này thì không biết là khác thôn không, nhưng mà đội này là đội trẻ trung hơn các bạn ạ. Bên kia là các chú, các cô là cao tuổi hơn. Bên này hầu hết là các chị chắc là dưới 30 thôi. Nói chung là ngang tài, ngang sức. Hai đội sẽ đổi sân nhá. Mình sẽ lựa cái góc này để mình chụp lên một cái ảnh như nào. Đội trẻ thì vẫn không ăn được đội kinh nghiệm bên kia các bạn ạ.
thua cả hai set luôn. Tiếp theo là tổ 3 với tổ 4 các bạn ạ. Các đội sẽ thi đấu theo các tổ. Giờ để phân biệt thì mình không phải người ở đây thì cũng khó lắm. Chung là chủ yếu là ghi nhận cái không khí vui tươi của mọi người chơi cho các bạn xem thôi. Ban tổ chức cũng rất là vất vả để điều phối cuộc chơi. Ở đây nó ồn ào với cả là mọi người đa số tham gia hội là cũng đã có uống khá là nhiều rượu trưa nay rồi. Bắt đầu. Quái lửa mịt mù. Sắp thắng rồi, cố lên. Một tí nữa thôi. Cố lên. Hai đội sẽ đổi sân. Hai đội này có vẻ là ngang tài ngang sức hơn hai đội trước. Nên trận đấu diễn ra là lâu hơn. Tổ 3 đã giành chiến thắng sau 3 set, phải thắng 2-1 các bạn ạ. Mình ghi hình, mình chụp ảnh cho nên là cũng chỉ ghi được một số hình ảnh thôi, không được đầy đủ lắm. Đây là không khí của đội chiến thắng. Chúc mừng các cô nhá. Giờ sẽ là trận chung kết các bạn ạ. Giữa tổ 3, không biết là đấu với tổ 1 hay tổ 2 nữa. Tổ 1 các bạn ạ, tổ 1 và tổ 3. Ở bên này tổ 3 và tổ 1 ở bên này. Để tranh trận chung kết. Không khí rất là cuồng nhiệt. Trận chung kết nên mình sẽ cố gắng là ghi nhận không khí của cả hai bên. Tổ đây là tổ 3 tổ 1 nhỉ. Không biết đấy. Hình như tổ 3 đã giành chiến thắng ở set đầu tiên. Tổ 3 đã là nghỉ ít hơn nhưng mà đã giành chiến thắng. Tổ 3 tiếp tục chiến thắng nữa ạ. Còn chức vô địch còn cách một trận đấu nữa. Chất đổi lâu anh. Vâng. Đội mình được nghỉ ít hơn đúng không? Được nghỉ ít hơn nhưng mà vẫn giành chiến thắng. Chúng ta sẽ sang phía bên đội vừa giành chiến thắng là đội tổ 3 để cổ vũ nhá. Có vẻ như tổ 1 sẽ đã chiến thắng trở lại để kéo tỷ số về hòa 1-1.
Trận đấu rất là hay. Như vậy là tổ 3 giành chức vô địch. Mặc dù đội 1 rất là cố gắng nhưng mà đã không thể kéo tỷ trận đấu về tỷ số hòa được. Chúc mừng cho tổ 3 đã giành chức vô địch trong lễ hội Lồng Tồng năm 2024. Có lẽ là video của mình cũng sẽ kết thúc ở đây các bạn ạ. Tạm biệt với lễ hội mùa xuân ở cánh đồng Mường Lò các bạn nhé. Trao giải luôn à. Rất là vui.